Hai chào mọi người ha. Thì hôm nay thầy về cái ngành photo in ấn thì nó cũng nói chung là phát triển rất là ok ha. Thì mọi người cần bỏ ra một cái số vốn gọi là vốn cũng vốn mua máy này, mua vật tư ban đầu thì có thể là ra kinh doanh tiệm photocopy được. Nhưng mà đỡ kinh doanh tiệm photocopy thì đỡ cái lãi ha. Thì anh chị phải biết cách sửa máy ha, cách sửa máy photocopy. Thì cách sửa máy rồi cách biết phải thành thạo một số ví dụ là bản vẽ ha, vẽ thu thu như thế nào, rồi ví dụ cái bản in in số lượng ít rồi in thu như thế nào, và số lượng nhiều rồi thu như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ cái này gọi là business này, gọi là kinh doanh ha. Thì ví dụ anh chị nào ở Sài Gòn ha, hay là ở cái tỉnh ha, muốn học nghề photocopy thì mình sẽ hướng dẫn dạy luôn ha. Thì mình dạy thì chắc chắn sẽ thu phí, thì anh chị sẽ ví dụ anh chị nào muốn thật sự muốn học ha, thì mình sẽ cái thứ nhất mình dạy sẽ dạy là cách photocopy nè, cách in ấn nè, cái thứ hai nữa là chỉ cách sửa máy photo này. Thì hiện tại mình sẽ dùng dùng là dùng máy Ricoh thôi, dùng máy Ricoh, máy Ricoh ha, máy Ricoh Ricoh dạ, tùy theo tiếng Việt thôi. Theo theo chữ trên nó là chữ Ricoh ha. Thì máy này là nó tốc độ, máy in tốc độ là máy công nghiệp á, thì máy to, máy công nghiệp. Rồi cái thứ hai nữa là máy nó rất là bền, nó bền so với dòng thằng Toshiba ha. Thằng Toshiba thì nó nói chung là nó cũng có ưu điểm nhược điểm rất nhiều đó. Còn thằng Ricoh thì mình thấy nó bền hơn Toshiba đó nhiều, theo cảm nhận riêng của mình thôi ha. Thì nó sẽ kẻ thì nó sẽ bền ha. Rồi cái tiếp theo nữa mình muốn nói là ví dụ mà các bạn xài muốn ok muốn ổn á, thì các bạn phải biết cách sửa máy nè, cách biết chỉnh nè, thì nó sẽ rất là ổn, nó tốt doanh thu, nó rất là tốt doanh thu cho anh chị ha. Thì khi mà các bạn học nghề bên mình, học nghề photo nè, học nghề sửa máy, nói chung là sửa máy nó cũng ít thôi, tại vì khi mình sẽ chỉ cho anh chị cách vệ sinh nè, cách sửa máy những cái lỗi cơ bản. Thì nói chung học trong khoảng tháng 2 tháng 3 tháng, nói chung là 3 tháng là chắc 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 tay ha. Khi mà các bạn học xong 3 tháng thì nó sẽ rất là chắc tay. Thì đảm bảo thì mình sẽ đảm bảo các bạn có thể là về mở một cái tiệm photo thì đảm bảo có thể lợi nhuận được. Tại vì lúc đầu thì hồi trước mình cũng để học cái tiệm photo ha. Hồi trước là nói chung là mình cái gì đâu cũng có học học hỏi thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà các bạn không học hỏi, hay là bạn không theo những cái tiệm photo khác, thì nó sẽ chênh lệch học phí ha. Học phí nó sẽ chênh lệch, thì các bạn sẽ trả tiền học phí cho lúc mà các bạn làm việc cho khách ha. Làm việc cho khách thì bạn sẽ trả học phí đó. Thì thì mình sẽ đào tạo luôn ha, đào tạo cách photocopy này, cách sửa máy. Thì sửa máy thì nó có một cái vấn đề như thế này, thì anh chị mà sửa máy không, mình sẽ sửa máy, mình sẽ chỉ anh chị cách sửa máy luôn, cái sửa máy cách bơm mực của em luôn, thì đỡ tối đa chi phí, tối đa lợi nhuận cho anh chị ha. Thì thường là khi mà các bạn sửa được máy photocopy lớn thì các bạn sẽ sửa luôn được máy tính, máy 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 photo máy nhỏ, máy ví dụ máy 29 á, thì bạn sẽ chỉnh được luôn. Tại vì máy nhỏ thì thường thường nó sẽ liên quan lỗi, nó liên quan tới cầm mực thôi, nó không có liên quan tới nhiều với tới máy. Rồi mình sẽ rồi khi mà các bạn học với mình ha, thì các bạn được cách cách photo này, cách in ấn nè, cách đánh máy, rồi cách chỉnh như thế nào đó. Thì cái nghề này nói chung là ví dụ những cái bạn nào mà nhanh tay ha, những anh chị là nhanh á, nhanh thì học rất là nhanh, còn chậm thì học hơi lâu một xíu, nhưng mà học vẫn học được thôi như bình thường. Thì mình cũng nói luôn thẳng luôn, thì các bạn học photocopy thì chắc chắn học trong một tuần là các bạn sẽ biết hết luôn. Học trong một tuần in ấn rất là dễ ha, học trong một tuần là chắc chắn các bạn sẽ biết hết luôn. Nhưng mà bạn rành tay ha, các bạn phải cá nó gọi là nói chung cái gì nó cũng có rành tay hết, các bạn phải quen tay thì mà nó sẽ làm nhanh dần, và khi mà các bạn làm nhanh dần thì nó sẽ chắc tay hơn ha. Thì nói chung lắm, thì để học cái photocopy hay là sửa máy photo á, thì các bạn có thể vô những cái tiệm photo các bạn học, nhưng mà mình thì mình sẽ dạy luôn, thì mình sẽ lấy tiền phí các bạn ha. Thì các bạn có nhu cầu học thì các bạn sẽ liên hệ bên mình, thì các bạn nhắn tin qua Zalo mình, ví dụ như em muốn học thì anh chị muốn học gì đó,
thì mình sẽ chỉ cách photo, cách sửa máy photo để đến chị có thể vừa mở một tiệm photo. Ok, thì mình là hồi trước mình cũng nói xuất thân của mình một xíu, hồi trước là mình có học ở tiệm photo ha, thì nói chung là học học và làm khoảng 2 năm 3 năm rồi mình vô trong này mình học cái nghề sửa chữa máy photo của pin đó, sửa chữa máy bên máy Ricoh, bên máy Ricoh ha, thì mình sửa chữa thì nó cũng 1-2 năm nữa, nói chung mọi thứ nó đều biết hết, thì mình sẽ truyền đạt hướng dẫn lại cho anh chị luôn, thì đỡ anh chị có thể vừa quê mở tiệm hay là mở tiệm trong này cũng được, nhưng mà yêu cầu thì bạn không được mở tiệm gần mình ha, tại vì mở tiệm gần mình thì nó sẽ cạnh tranh, thì cạnh tranh với mình thì nó sẽ gây rắc rối với mình ha. Thì ví dụ anh chị Kem Đô lại không được mở tiệm gần mình là ở tiệm quận 9 ha, ở quận 9 thành phố Thủ Đức, thì anh chị có thể là cam kết mình như vậy, thì mình sẽ hướng dẫn rồi chỉ tận tình ha, nói chung là mình chỉ hết, chỉ sạch hết luôn ha. Thì đỡ chị vừa mở tiệm một tiệm photo, tại vì cái này là anh chị đóng phí vô đỡ anh chị học, chứ không phải là mình ví dụ như là ở những tiệm photo á, thường thường ta sẽ không chỉ hết đâu ha, anh chị ở tiệm photo thì thường thường ta sẽ không chỉ hết, người ta sẽ chỉ một phần thôi để cho anh chị quen dần. Ví dụ như photo bi ha, thì các bạn anh chị vô học photo bi thì người ta sẽ chỉ photo bi thôi, còn những cái mẹo trong những cái photo bi, các những cái mẹo mình sẽ chỉ những cái mẹo đó cho anh chị, thì những cái mẹo đó thì sẽ giúp anh chị nó sẽ đạt doanh thu tốt hơn. Thì nói chung tiệm photo bi thì nó khi mà các bạn có duyên với nghề á, nói chung cái duyên cái nghiệp cái nghề thì nói chung làm nó vẫn ổn lắm, rất ok. Nghèo thì không nghèo, mà khổ nè mà giàu thì nó cũng tùy theo. Ví dụ anh chị có đầu óc kinh doanh hay là có những cái tư duy nhanh nhạy thì anh chị có thể mở những tiệm photo lớn, rồi buôn bán thêm những mặt hàng sản phẩm như mình mở tiệm photo bi rồi mình bán thêm mặt hàng sản phẩm thì nó cũng tạm ổn, nói chung cũng tạm ổn. Thì ví dụ anh chị nào ở các tỉnh, ví dụ ở các tỉnh miền Tây, ví dụ như là Bến Tre nè, Long An nè, Cần Thơ hay là Vũng Tàu, thì anh chị có thể liên hệ bên mình để học nghề photo. Thì nói chung học trong khoảng 3 tháng thôi, 2-3 tháng mình cảm thấy là 3 tháng là ổn nhất, 3 tháng. Ví dụ anh chị nào nhanh tay có thể học trong 1-2 tháng thì còn ổn. Thì đến đây mình sẽ hướng dẫn cách photocopy, cách in, rồi cách định giá sản phẩm, định giá cách lấy tiền như thế nào, rồi để anh chị có thể rồi cái thứ hai nữa là anh chị có thể học cách sửa máy. Mình sẽ có hai máy ở đây mình sẽ có hai máy photocopy công nghiệp. Khi mà các bạn mở tiệm dịch vụ photocopy nắng á, thì bạn phải là có máy công nghiệp để bạn chạy. Các bạn mà chạy máy văn phòng, ví dụ những photocopy dịch vụ mà các bạn chạy máy văn phòng là chắc chắn là không ổn ha, thì bạn phải chạy máy công nghiệp. Thì mình sẽ khi mà đây là một cái video ha, hướng dẫn cho mọi người là nhưng mà trước khi các bạn muốn học về photo, bạn muốn định hướng để mở tiệm một tiệm photo ha, thì anh chị phải có số vốn ít nhất là khoảng 3 triệu 4 triệu ha, tại vì máy photo bây giờ là tầm giá đó thì thêm mua vật tư lọc vặt nữa đó. Thì khi mà các bạn học photo ở mình ha, thì nó sẽ giảm thiểu tiền mà các bạn phải học hỏi khi mà các bạn chưa biết đó, thì mình rồi đó đó. Thì anh chị nào có nhu cầu học photocopy nè, học cách sửa máy nè, thì mình sẽ hướng dẫn tận tình luôn. Nói chung là đó ha, thì anh chị tới đây mình ví dụ như là anh chị có nhu cầu thì anh chị gửi qua số Zalo mình, thì mình sẽ tùy người thôi ha. Ví dụ như mà những người là mình thấy hợp thì mình sẽ hướng dẫn chỉ dẫn, thì nói chung là đó, nói chung hợp tính, khi mà hợp tính thì nó chỉ dẫn nó rất là nhanh. Còn ví dụ như là những người không hợp thì nói chung nó chỉ hơi chậm xíu. Còn cái người photo này, ví dụ như anh chị nào thường thường là nam sẽ học rất là nhanh, còn nữ thì học nó tương đối chậm một xíu. Thì tại vì cái người photo sửa máy photo
thì nó cần tay chân một xíu, thì nó những anh em thì học dễ học hơn ha. Đây, video nói chung là nó cũng rất là dài rồi, thì anh chị nào có nhu cầu muốn học Photoshop, học sửa máy Photoshop thì có thể liên hệ bên mình ha, mình có thể dạy. Rồi cái này là mình có đóng, mình sẽ thu học phí luôn. Ví dụ như những cái tiệm Photoshop là nó không thu phí, nhưng mà nó sẽ các bạn học ở những cái tiệm Photoshop thì nó sẽ lâu hơn một xíu. Còn mình chỉ làm chỉ hết luôn, thì mình khi mà bạn vô thì mình sẽ chỉ hết luôn, thì bạn học rất là nhanh ha. Rồi học phí thì mình nói chung học phí thì ví dụ một tháng các bạn tầm một tháng tầm khoảng 1 triệu 2 triệu vậy đó, 1 triệu 2 triệu thì mình cũng chưa biết học lý học phí bao nhiêu. Thì ví dụ anh chị nào có liên hệ đây ha, mình sẽ theo phí theo cách suy nghĩ ha. Thì nói chung 1 triệu 2 triệu vậy đó, các bạn có thể học được trong khoảng 3 4 tháng đó, 3 tháng đi ha, 3 tháng là nó mình cảm thấy là vừa đủ. Rồi video này đến đây là kết thúc ha. Rồi anh chị nào có nhu cầu học photo, học cách sửa máy photo thì có thể liên hệ bên mình sẽ chia sẻ tất cả tần tật luôn ha. Rồi anh chị nào có đam mê về photo, về in ấn, về cách sửa máy thì có thể liên hệ bên mình ha. Số Zalo của mình là 0938 374 702 ha. Rồi cảm ơn chị ha.